6 xu hướng làm đẹp lên ngôi trong năm 2021. Cập nhật những cách làm đẹp mới nổi để duy trì vẻ ngoài tươi tắn, thu hút ánh nhìn. 1. Đề cao vẻ ngoài tự nhiên. Nếu năm 2020 là năm trào lưu làm đẹp do bùng nổ thì năm 2021 sẽ nhấn mạnh về vẻ đẹp chậm rãi. Xu hướng skinimalism làm đẹp tối giản đã phát triển mạnh mẽ giữa đại dịch. Nhiều người tránh trang điểm dày và nhiều bước tỉ mỉ. Êm nền có độ che phủ cao, son môi chống trôi không mang đến nhiều lợi ích do bị che khuất sau chiếc khẩu trang. Xu hướng chú trọng vẻ đẹp tự nhiên được dự đoán tiếp tục phát triển trong năm nay. Ảnh, Mr. Official. 2. Trang điểm mắt lên ngôi. Nhiều người tìm cách giúp đôi mắt của họ trở nên nổi bật khi đeo khẩu trang. Mascara, chỉ kẻ mắt trống trôi được dự đoán có nhiều gam màu hơn. Bên cạnh đó, serum dưỡng mi cũng dần được ưa chuộng bởi nhiều người đang phải gián đoạn việc nối mi, nâng mi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh, Seminicor. 3. Chống lão hóa nhiều hơn. Các thương hiệu mỹ phẩm đang chú ý đến những thành phần làm đẹp giúp chăm sóc da hiệu quả, đồng thời thân thiện với môi trường. Một số thành phần mới nổi có thể kể đến như bakku, tìm thấy ở lá và hạt Caespolea coriaria từ Ấn Độ, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Copper peptide giúp chữa lành thương tổn, chiết xuất đậu nành chống oxy hóa, khắc phục tình trạng da chảy xệ. Ảnh, Getty. 4. Đưa lợi khuẩn vào mỹ phẩm. Việc chăm sóc da dựa trên lợi khuẩn ngày càng được ưa chuộng. Các hoạt chất sinh ra trong quá trình lên men xuất hiện ở danh sách thành phần của không ít sản phẩm làm đẹp. Theo Allure, có rất nhiều vi khuẩn sinh sống tự nhiên trên da. Chúng chống sự nhiễm trùng, ngăn chặn tác hại từ môi trường, điều chỉnh độ pH, giữ làn da căng mọng. Phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại trường y khoa ICA ở New York, Mỹ, Whitney Bowie, cho biết số lượng lợi khuẩn trên da càng nhiều, hàng rào bảo vệ da càng khỏe mạnh và làn da sẽ ít bị khô, viêm, ngứa và châm chích. Ảnh, Minicobiam. 5. Làm đẹp tại nhà. Lượt tìm kiếm về những thiết bị làm đẹp, dụng cụ làm đẹp tại nhà gia tăng mạnh mẽ trong năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc chải chuốt tóc, làm móng tay, tỉa lông mày, chăm sóc da ở nhà đều có nhiều thông tin về quy trình thực hiện hơn so với cách đây vài năm. Ảnh, Caespolea. 6. Chăm sóc da đầu. Sức khỏe của mái tóc không chỉ được quyết định bởi ngọn tóc, da đầu cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nhiều thương hiệu đang nhảy vào cuộc đua sáng tạo nên các loại dầu gội, serum, mặt nạ, kem dưỡng dành riêng cho da đầu. Ảnh, Getty.